một lần nail tại nhà sẽ phép được bắt đầu. Bây giờ các bạn mà mua những cái nail box mà ship từ tận nước ngoài về là không biết khi nào mới có luôn nha. Bây giờ thì có rất là nhiều cái tiệm nail họ làm cái nail box thiết kế như thế này, vừa xinh vừa nhanh vừa rẻ nữa. Quyết tâm gần Tết mỗi ngày một bộ móng, cho nên mình sẽ bắt đầu bằng cái này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dũ cái form móng thật của mình làm sao mà khi mà mình áp cái móng giả lên nó không có bị thừa những cái cạnh móng thật ra ấy. Xong đó thì dùng cái dũ này chà nhám cái bề mặt móng luôn để tạo độ bền nha. Tiếp theo thì mình sẽ xịt keo dán móng vào. Mình thấy có nhiều bạn dùng miếng dán thay cho kèm keo này, nhưng mà ở đây thì họ tặng cho mình cái lọ keo này mọi người ạ. Hình như cái này chưa cắt. Nếu như bạn nào mua được cái miếng dán thì nên mua nha, bởi vì xịt keo này mình cảm thấy nó hơi bị khó chịu ấy. Bây giờ thì mình gắn móng giả lên nè. Khi mà gắn cái móng giả lên thì các bạn sẽ ấn và dũ khoảng 10 giây đợi keo nó khô hãy buông ra nha. Buông liền nó rớt như mình hồi nãy. Trời ơi, làm được hai móng xong cảm thấy nó xuất sắc mọi người à, giống như mình đi ra tiệm làm nail thật sự luôn á. Bây giờ mình sẽ xử lý hết những cái móng còn lại và mọi người đón xem thành quả của mình nha. Đây đây, trời ơi, nhìn sang chảnh chưa nè.